Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là anh Bên Quy Thành, xinh nhất hành tinh, chất nhất quả đất đây các bạn ơi. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái video mới ở Minecraft. Và các bạn biết gì không? Hôm nay chị Ốc không có vào trong game chơi đâu. Nên là nhân cơ hội này, anh sẽ làm theo yêu cầu các bạn. Đó là cho chị Ốc đốt nhà của chị Ốc đi. Để bây giờ chị Ốc vào game tự nhiên lại không có nhà ở. Thế là Ốc trở thành người vô gia cư các bạn ạ. Người ăn xin trong Minecraft. Lúc đấy thì đúng là buồn cười luôn các bạn. Đúng không? Đấy. Đúng là thông minh. Rồi, nhân cơ hội này chúng ta sẽ đến đốt nhà Ốc. Ở đây đã chuẩn bị một dụng cụ đánh lửa. Đấy nha các bạn nha, anh thực hiện yêu cầu các bạn nha. Cho Ốc nha, nhớ like video và đăng ký kênh. Và xem quảng cáo đủ hộ anh chút tiền ăn đấy. Rồi, đốt cái nhà Ốc. À, các bạn ơi, anh tự đốt người anh luôn. Đồ ngu. Nhưng người không thể tươi cười. Rồi, đốt cái nhà Ốc nào các bạn ơi. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Cháy lên đi ngựa trên cao nguyên. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Ôi cái nhà của Ốc cháy hết rồi các bạn ạ. Bên Quý Thành, anh đang làm gì vậy? Anh không làm gì hết, anh không có đốt nhà của em đâu các. Em biết rồi, anh đang đốt nhà của em. Các bạn ơi, các bạn xui xẻ anh rồi. Xin vĩnh biệt cô. Ông ơi, em thấy nhà em đúng sáng nhất đêm nay không? À, sáng nhất ngày hôm nay không? Bên Thành lợi dụng lúc qua máy tính của chị Ốc bị lỗi nên là Bên Thành đã đốt nhà của chị Ốc rồi các bạn ạ. Thôi, đốt cái nhà này đi, nhà em xấu. Nhìn nhà anh kìa, đấy nó phải to và ngầu oách xà lách như thế mới gọi là cái nhà. Nhà em như cái chuồng lợn ấy. Ở trong nhà em đúng có một con lợn rồi, con lợn thì là Ốc. Nhưng mà anh phải xây lại nhà cho em đi. Ai lại đốt nhà người khác như thế? Được rồi, mà anh xây lại cho Ốc một cái nhà nhá. Xây lại y như thế luôn. Được. Hôm nay em có cái này muốn khoe với các bạn và anh Bên Quy Thành. Cái gì vậy? Hôm nay còn có đồ mới muốn khoe cơ à? Cái gì đấy Ốc? Sao lại giơ cái dép thối ở chân em rõ thối giơ lên mặt anh thế? Đây là dép Croc mới Ốc mới mua được đấy. Ở đây có rất nhiều sticker rất là đẹp. Sticker này là sticker con trâu, còn đây là sticker tên lửa, sticker công chúa, rất nhiều công chúa lọ lem này. Trẻ trâu, đúng là đồ trẻ trâu các bạn ạ, lớn đúng. Rồi còn đi cái dép gì mà hoa hòe, hoa hoét. Nhìn đây, cái tên lửa của Ốc có thể phát sáng các bạn ạ. Ủa, ảo cái đây các bạn ạ. Còn trời. Nữa, còn một chiếc dép nữa. Thôi, trời ơi các bạn ơi, đây là chương trình khoe dép mới của chị Ốc nhá. Đây là chiếc dép thứ hai bên chân phải của Ốc nha, có rất nhiều hình đồ ăn luôn. Đây là coca nè, đây là phở, đây là dưa hấu, đây là bánh mì, đây là cầu vồng và đây là chữ happy. Happy. Đấy, đồ ăn nha đấy, đút vào mồm ăn đi. Trời ơi, bảo vào đây quay video chứ không bảo vào đây khoe dép nhá Ốc nha. Ốc rất là vui khi có một đôi dép mới và đôi dép này là anh Bên Quy Thành mua cho Ốc. Cảm ơn anh Bên Quy Thành. Cái gì? Thôi, bây giờ vào làm video đi. Hôm nay á, anh sẽ đưa Ốc và các bạn đi xem con quái vật. Đây á, con quái vật đây á. Đây mà là quái vật, ở đây là hot boy. Thôi, đâu không hề cắt môi. Bốc phét cái gì hôm nay? Đầu này chả là cắt môi à? Đâu, đầu này là đầu hot boy, không phải cắt môi. Ốc chả biết cái gì. Ôi trời, sao tóc anh xấu. Thôi, để anh chuyển tóc này. Quá bảnh luôn, khá bảnh. Rồi. Được, bây giờ chúng ta sẽ đi xem con quái vật gì nào. Đó chính là Alex trong Minecraft đây Ốc. Biết Alex không? Anh điều Alex với lại Steve là cặp đôi trong Minecraft. Nếu như mà con gái mà chơi Minecraft ấy thì là sẽ là Alex, còn con trai chơi Minecraft thì sẽ là Steve mà. Quái vật đâu mà quái vật. Quá chuẩn luôn. Ốc không biết rồi, các bạn có biết là Alex cũng biến thành một con quái vật rồi không? Đó chính là một con quái vật khổng lồ luôn đó các bạn. Alex bình thường thì không phải là quái vật, nhưng mà có một con Alex siêu to khổng lồ ấy. Là lúc đấy là trên người nó toàn máu, xong rồi nó sẽ tấn công người chơi đấy. Em không tin đâu, anh đừng lừa trẻ con. Ui, dạo này em không xem YouTube à, chứ YouTube rất là hot cái con đấy. Nên là hôm nay anh sẽ dẫn Ốc và các bạn đi xem nhá, đi thôi. Thế ta bon chỉ dõi theo đường rồi rồi. Ui các bạn ơi, sau khi băng rừng vượt suối lạc trôi toát hết mồ hôi thì tụi mình đã đến đây. Mình cảm thấy là chúng mình sắp gặp được cái con Alex khổng lồ quái vật đấy.
Đâu, nó đâu? Anh cảm thấy cái gì? Chả thấy cảm thấy gì, em chỉ cảm thấy nóng thôi. Em chả biết cái gì cả. Theo thông tin mật báo của anh ấy, thì cái chỗ này, những cái khu rừng rậm như thế này này thường xuất hiện Alex. Chưa to khổng lồ nhưng là ác quỷ đó các bạn. Oh my god, vậy là nó sinh sống ở trong rừng hả? Đúng rồi, đây, ở đây đã chuẩn bị vài vũ khí. Ở đây có một thanh kiếm này, một cái cung này và 4 quả táo vàng, ăn để chống đói. Rồi đi thôi ốc ơi. Có 4 quả, trời ơi, ít thế. Chưa ốc. Quả nhiên là anh đã không lầm. Anh đã nhìn thấy Alex khổng lồ quái vật kiểu. Em thấy người, trên người nó không? Toàn là máu nhá, cái mồm nó há to đen xì, mắt nó cũng đen xì luôn các bạn ạ. Ồ, đây đúng là Alex quái vật rồi. Chứ bình thường Alex rất là xinh nhá. Alex xinh nhất Minecraft. Chị ốc xinh hơn cả Alex, chứng tỏ là chị ốc còn xinh hơn cả người xinh nhất Minecraft luôn. Thôi, ốc bốc phét đấy các bạn ạ. Nó đúng kiểu kinh dị nhỉ ốc nhỉ. Nó ở đây á, để chờ người chơi đến và nó tiêu diệt người chơi đúng không? Ừ, anh cũng nghĩ thế đó các bạn. Nếu mà các bạn chơi Minecraft, các bạn gặp con này chắc chắn nó sẽ tấn công các bạn. Nhưng mà vì có lẽ Minh Quân Thành đang ở xa nên nó không tấn công Minh Quân Thành thôi. Nó không nhìn thấy. Với cả là các bạn thấy không? Nó là một con rất là siêu to khổng lồ này. So với kích thước của anh thì anh quá nhỏ bé so với nó luôn á. Đúng, nó đá anh phát anh vỡ mồm ngay. Bây giờ tìm cách đi vào chỗ chân của nó nhá. Mũi tên vào nó đi. Ha. Ê, ngươi là đồ quái vật xấu xa, xấu như ông vậy. Tiếp chiều. Nó đang đi tìm mình đúng không? Đấy, đang nhìn đấy, đang tìm mình. Rất là nhiều đốm máu trên người nó luôn các bạn. Để anh đi lại gần nó xem. Ê. Ui, nó nhìn thấy anh luôn các bạn ơi. Mày sẽ tiêu diệt nó. Mày à. Nó đá anh kìa. Ui, nó đá một phát mất một tim rưỡi. Một tim rưỡi máu. Mày à. Ui, nó khá là mạnh đấy các bạn ơi. Ui. Mình sẽ đi vào rừng. Vì lúc nó to này nó sẽ vướng mấy cái cây, nó không đi được các bạn ạ. Và mình sẽ bắn mũi tên nó từ xa. Đúng rồi, anh sẽ tìm cách tiêu diệt cái con quái vật Alex khổng lồ này. Đúng. Alex là một nhân vật người chơi rất là ngầu cơ mà. Và bây giờ lại thành một con quái vật xấu xa và trông kinh dị này. Buổi tối mà chơi Minecraft anh nhìn thấy con này khéo anh ngất trên nền đất luôn các bạn. Con này khỏe lắm, bắn mũi tên này nó không chết được đâu. Trời ơi. Úi dồi ôi, đánh anh đấy. Mày à. Chém cái chân của nó. Alex à. Nào. Chém nó các bạn, chém nó. Chém nó đi. Mày hả bưởi. Anh sẽ thua rồi mà xem. Anh nghĩ là anh khó tiêu diệt được cái con này luôn đấy. Rồi. Yeah, giết. Các bạn. Wow, các bạn thấy gì không? Mặc dù Alex xuất hiện rất là to nhưng mà cũng không thể đấu thắng lại anh Minh Quý Thành. Vì anh Minh Quý Thành làm sao? Làm sao không? Vì anh Minh Quý Thành rất là giỏi, rất là mạnh. Đúng rồi, lại còn đẹp trai hot boy lo chòi. Mấy em gái quái vật nhìn thấy chắc là nó cũng không dám đánh mạnh đâu. Vì sợ đánh mất vẻ đẹp trai ấy. Hiểu hả? Rồi, và bây giờ anh cũng tò mò không biết sức mạnh của cái con Alex như nào. Nếu mà khi nó đấu với quỷ đầu loa này, đấu với SCP-096 này, đấu với quỷ mèo hoạt hình nhở. Hay là bây giờ chúng ta thử cho nó đấu với những cái con quái vật đấy xem đi ốc đi. Được, ok con dậy. Rồi các bạn ơi, hiện tại anh đã ở một cái khu rất là bằng phẳng. Bây giờ anh sẽ cho, đầu tiên là cho Alex đấu với Siren Hit quỷ đầu loa. Wow, em cá là quỷ đầu loa sẽ thắng thôi. Rồi, và đây là Alex. Đấy các bạn thấy không? Trông rất là kinh dị. Rồi. Rồi anh sẽ thả ra quỷ đầu loa. Đây, các bạn ơi, quỷ đầu loa tấn công luôn. Là Alex đang búa. Ui, nó tắt Alex rồi. Tắt méo mồm luôn các bạn ạ. Ui, Alex lại múa kìa. Ui, Alex bị quỷ đầu loa túm lên ăn thịt đó các bạn. Quỷ đầu loa thực sự rất mạnh. Đây là những cái con quái vật mạnh nhất trong Minecraft rồi. Có lẽ là Alex anh nghĩ cũng không thể thắng nổi quỷ mèo đâu. Vì quỷ mèo còn thắng cả quỷ đầu loa cơ. Ừ, nhưng mà cứ cho đấu thử với quỷ mèo đi. Ok. Thì đầu tiên sẽ thả ra quỷ mèo cho nó ăn thịt cái con quỷ đầu loa cho các bạn xem nhá. Đây, đây chính là quỷ mèo hoạt hình này. Đó. Quá nhanh, quá nguy hiểm.
quỷ mèo ăn một phát á, cả quỷ đầu loạn bị ăn thịt luôn. Đấy, rồi bây giờ sẽ thả Alex ra nhá. Ôi Alex tuổi gì? Ôi, Alex tấn công quỷ mèo luôn, ác chiến vậy. Nhưng mà không, quỷ mèo đang cố há miệng to để ăn thịt Alex. Ôi, quỷ mèo quá mạnh luôn ông ạ. Đúng, hạ Alex cho một nốt nhạc luôn. Alex còn chưa làm được gì luôn. Rồi bây giờ anh thử thả. Ui, hello các bạn này rồi. Ui các bạn ơi, anh thả một bầy Alex ra còn không có cửa đấu với quỷ mèo luôn đây này. Cho các bạn xem lại nhá. Này, nó nhìn thấy nhiều Alex quá nó sốc. Ừ. Nó đang nhảy đấy. Đâu? Alex kìa, nó quỷ mèo ấy đang nói cho mà đang mất máu cả một đống kìa. Hay là bọn nó đánh nhau đấy? Ừ. Bọn này tự đánh nhau các bạn ạ. Trời ơi, đồ ngu. Đồ oán hại. Quỷ mèo không thèm đánh luôn đấy kìa, đang đi chơi rồi. Đúng rồi, quỷ mèo bảo không chấp mấy cái đứa dở hơi không ai chơi đi đánh nhau. Trời ơi, đồng loại còn đi đánh nhau ốc nhỉ? Ờ. Đấy, được rồi. Thôi, bây giờ sẽ dùng lại giết hết cái lũ này. Nó ngu quá trời luôn. Và các bạn ơi, lần này anh sẽ chọn Alex đấu với con gì hả ốc? SCP-096. Đúng rồi, đây chính là SCP-096 phiên bản mới nhất ra nua sông xịn. Ui, ui, nó lôi anh về sinh tồn rồi hả? Quỷ mèo xuất hiện. Nhưng mà không, anh vẫn ở chế độ sáng tạo. Rồi con các bạn ơi, nhau. Hai con lao vào tẩn nhau rồi. Ui, Alex tẩn trước mới kinh chứ. Ui, lao vào đấm SCP-096 tức giận luôn các bạn ạ. Đang ôm mặt bảo, sao mày đánh tao, sao mày bắt nạt tao, à. Ui. Alex sẽ phải trả giá. Bạn thấy gì không? SCP-096 đấm một phát Alex cũng chết luôn rồi các bạn. Trời ơi, thật là kinh dị. Một cửa luôn các bạn ạ. Ui, ui, đấm một phát xong rồi nó khóc luôn. Đấy các bạn thấy không? Này, wow. Này, đòi đấu với SCP-096 này. Này, này. Ồ, chết luôn rồi các bạn. Trời ơi, vì hay khóc nhè và xấu hổ thôi nhưng mà SCP-096 cũng cực kỳ là mạnh đó các bạn. Đúng rồi, nó khóc nhưng mà nó vẫn đánh bình thường, mà đánh xong nó lại khóc. Ta hiểu kiểu gì sao lại hay khóc không nhỉ? Biết. Anh không biết, các bạn biết vì sao lại hay khóc không? Bình luận ở dưới nhá. Hey, để công bằng hơn một chút, bây giờ anh sẽ cho Alex đấu với búp bê trong trò chơi con mực Squid Game đó các bạn. Ờ, đúng. Rồi, bây giờ sẽ đặt cái cây ra. Đấy, đúng cái cây này không ốc? Không. Bây giờ thả con búp bê ra này. Đấy, thấy không, thấy không? Con này xấu thật. Con này nhìn con này xong rồi nhìn sang ốc thấy đúng một trời một vực. Nhìn như là thị nở với lại hoa hậu. Thôi. Đây, bây giờ sẽ thả ra. Đó, ốc nhận ra đây là ai không? Lính tam giác. Đúng rồi, bây giờ sẽ thả ra Alex nha các bạn. Rồi. Rồi, Alex sút lính luôn. Đấy. Alex lao vào đánh nhau với tên lính tam giác luôn rồi. Sau đến búp bê. Wow, nó bắn ra quả cầu lửa nhá. Alex tuổi gì? Trời ơi. Xem nhá, anh nghĩ khéo Alex còn thắng được cái con búp bê trò chơi con mực này đó các bạn ạ. Ừ, nghĩ dễ lắm. Ồ, đúng. Đánh cái cây luôn hả? Ui rồi. Alex nó tính đánh cả cái cây này các bạn ạ, nhưng mà không, nó ra úp mặt nó nhìn cái cây để làm gì ấy. Nó như bảo cuộc đời tôi chưa thấy cái cây này ở trong Minecraft bao giờ các bạn. Có thể thế. Đấy các bạn thấy chưa? Ơi các bạn ơi, vậy là trận chiến giữa Alex và búp bê trong trò chơi con mực thì Alex đã là người chiến thắng rồi các bạn ạ. Đấy. Con lính tam giác bị Alex sút cho hai cái chết xịt khói. Còn búp bê trò chơi con mực mặc dù rất là căng thẳng bắn cầu lửa liên tục vào người Alex nhưng mà cũng thua đó các bạn. Ừ. Còn bây giờ Alex đang buồn á. Ê, buồn trả lại cho một con mà đánh. Không hiểu mấy ai, không hiểu mấy anh. Vẫn nhau buồn. Ôi các bạn ơi, vậy là bây giờ anh Quý Thành và chị Ốc sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn mình lần sau nhá. Đấy, các bạn có con quái vật nào và những nhân vật nào bí ẩn trong Minecraft nữa, hãy bình luận phía dưới video để anh Quý Thành và chị Ốc cùng tìm hiểu sức mạnh của nó. Yeah. Ok, và đừng quên tham gia vào nhóm của chúng mình và fanpage của anh Quý Thành nha. Bye bye. Bye bye các bạn. Link để dưới phần mô tả nhá. Mãi yêu. Thôi.